Đặng Thu Thảo được khen ngày càng trẻ đẹp. Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chia sẻ hai bức ảnh chụp chân dung bản thân lên trang cá nhân. Bài đăng vừa được chia sẻ đã nhận về bão thả tim và bình luận từ cộng đồng mạng. Ai cũng phải suýt xoa trước nhan sắc ngày càng trẻ trung của Đặng Thu Thảo. Trong hình, cựu Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo gây ấn tượng nhờ nhan sắc trẻ trung, kiểu tóc được cắt tỉa sành điệu. Đặc biệt, netizen không khỏi cảm thán trước nước da trắng mịn màng của nàng hậu. Nhìn nhan sắc hiện giờ của Đặng Thu Thảo, không ai nghĩ rằng nàng hậu đã bước sang tuổi 33 và là mẹ hai con. Dù đã đăng quang nhiều năm nhưng nhan sắc Đặng Thu Thảo luôn là chủ đề được công chúng quan tâm, thảo luận sôi nổi. Sinh năm 1991, Đặng Thu Thảo đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2012. Sau đó không lâu, nàng hậu nhanh chóng kết hôn với chồng doanh nhân và hạ sinh hai nhóc tỷ đáng yêu. Hiện tại, dù không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng mọi thông tin của Đặng Thu Thảo vẫn được chú ý.